nghĩa tình miệt thứ, chung tay dựng xây cuộc sống mới. Vào sáng ngày 15 tháng 5, Hội đồng đội huyện An Minh đã tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà tình bạn năm học 2020-2021 cho em Dương Thị Thảo Vi, là học sinh lớp 62 trường Trung học cơ sở Vân Khánh Đông, hộ khẩu đăng ký thường trú tại ấp Mương Đào A, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ngôi nhà tình bạn trao tặng cho em Dương Thị Thảo Vi có diện tích là 84m², trị giá căn nhà là 90 triệu đồng. Trong đó thì hội đồng đội huyện vận động các em đội viên trong huyện là 20 triệu đồng, nguồn xã hội hóa là 70 triệu đồng. Căn cứ theo quyết định số 45 QĐ của hội đồng đội huyện An Minh thì gia đình em Dương Thị Thảo Vi được quyền sở hữu hợp pháp căn nhà, đồng thời có trách nhiệm bảo quản, sửa chữa trong thời gian sử dụng. Khi giao hoặc ủy quyền cho người khác phải có ý kiến chấp thuận của các cơ quan có liên quan và chính quyền cơ sở.